Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Tony Phong. Có lẽ hẳn các bạn sẽ tò mò về cái tên đó là Sony tại thị trường Việt Nam trong năm vừa qua. Ok, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bàn về nó nhé. Trước khi bàn về Sony thì mình xin được dành 30 giây dành cho quảng cáo. Tại 7S đang có một chương trình đó là chọn 7S chọn yêu thương. Khi bạn mua bất cứ một sản phẩm Sony nào tại 7S thì chúng ta sẽ có cơ hội để mà trúng rất nhiều giải thưởng. Ví dụ như là TV Sony, loa Saba Sony. Và đặc biệt là chúng ta còn có cơ hội nhận 20 triệu mỗi tuần với rất nhiều quà tặng khuyến mãi kèm theo. Link cụ thể ở phía bên dưới phần mô tả video nhé. Xin các bạn 30 giây và tốn có khoảng 15 giây thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nói về Sony. Cái điều đầu tiên mình phải nói lại đấy là Sony quá bảo thủ trong vấn đề thiết kế một chiếc điện thoại. Các bạn đã có thể thấy chúng ta có Sony Xperia XZ hồi năm ngoái. Năm nay chúng ta có XZS, XZ1, XZ Premium. Rồi là cái dòng tầm trung thì chúng ta có XA1 Plus, rồi là L1, rồi các thứ, nói chung là tất cả những chiếc điện thoại của Sony. Các bạn nhìn vào một cái là biết luôn đấy là điện thoại Sony. Và nó có những thứ mà mình phải nói là họ quá bảo thủ trong thiết kế. Ví dụ viền trên dưới thì dày một cục. Rồi là thiết kế thì vẫn là Onibalan hay là Monolithic, hay là cái kiểu vuông thành sắc cạnh cứng cáp như thế. Và nó khiến cho mình cảm thấy là ôi rồi ôi Sony ơi, tôi quá nhàm chán với cái kiểu thiết kế này rồi. Tôi cảm thấy là nó không có một thứ gì đột phá. Tôi cảm thấy là nó không khác gì so với những chiếc Sony trước đây mà tôi đã từng sử dụng, mà tôi đã từng sở hữu. Thế thì lý do gì để tôi phải nâng cấp lên những chiếc Sony mới mẻ hơn? Và Sony đã có lãi trong năm vừa qua. Tức là những cái ý kiến vừa rồi mà mình vừa đưa ra là có rất nhiều người dùng phản hồi đến Sony. Thế nhưng mà họ vẫn đi theo một cái suy nghĩ của họ. Họ vẫn làm ra một sản phẩm đậm chất của Sony, vẫn mang rất nhiều những cái chất của Sony. Và họ đã có lãi. Và cụ thể hơn là họ đã có lãi rất nhiều trên thị trường quốc tế. Và ở thị trường Việt Nam họ cũng đã rất thành công với những dòng sản phẩm, ví dụ như là XZ1, XZS, rồi là XZ Premium. Hay là dòng tầm trung chúng ta có một chiếc đấy là Sony XA1 Plus, cực kỳ ấn tượng. Và người dùng đã đáp lại bằng một thứ nó gọi là cái niềm tin. Người dùng vẫn tin tưởng vào Sony bởi vì thiết kế mang một chất rất riêng. Bởi vì một cái tên Sony đến từ thị trường Nhật Bản với chất lượng phần cứng cực kỳ tốt. Bởi vì nó là Sony và người Việt Nam vẫn rất ưa chuộng cái thương hiệu này. Và đấy là một cái tin vui dành cho Sony. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, Sony có một thứ mà những hãng khác không thể nào có được. Đó chính là cái truyền thống thiết kế. Nếu như các bạn đi ra ngoài đường bây giờ, chúng ta nhìn ngắm những chiếc điện thoại, ví dụ như là Mobi Star Prime X Max này, Huawei Nova 2i, Oppo F5, Oppo F5 Youth, rất nhiều sản phẩm có cái tỷ lệ màn hình đấy là 18:9, hay thậm chí cả những thiết bị ví dụ Samsung các thứ, nhìn từ mặt trước có rất nhiều sản phẩm giống nhau và các bạn không biết rằng đấy là hãng nào. Và cái việc gọi là nhận định thương hiệu nó bị giảm đi. Với Sony thì khác. Các bạn dùng một chiếc điện thoại dòng cao cấp, ví dụ như Sony Xperia XZ Premium, rất đẹp, bóng bẩy, sang trọng. Các bạn nhìn sang một thiết bị, đấy là Sony Xperia XZ1, cao cấp, hoàn thiện cực kỳ tốt và cũng có những feature rất ấn tượng. Rồi chúng ta nhìn sang những cái sản phẩm tầm trung, ví dụ như Sony XA1 Plus đi. Các bạn nhìn vào cái là các bạn biết đấy là Sony. Và thậm chí cho đến thời điểm bây giờ, iPhone X, iPhone 10 cũng phải làm tai thỏ để người dùng nhìn vào chiếc điện thoại đấy là biết các bạn đang dùng iPhone. Với Sony thì họ không cần phải làm ra một thứ quá dị như thế, mà họ vẫn tập trung vào những thứ khiến cho người dùng cảm thấy happy với sản phẩm của mình. Đó chính là thiết kế và đó chính là cái phần tỷ lệ màn hình mặt trước. Và mình nhận thấy là rất nhiều người dùng Sony hoặc thậm chí là mới chuyển sang Sony vẫn thích cái kiểu thiết kế này. Hơi đáng tiếc đấy là Sony không chạy theo cái xu hướng đó là màn hình tràn vô cực mới 18:9. Nhưng mình tin chắc là trong năm sau sẽ có. Còn như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau phải đợi. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì các bạn có thể thấy, với dòng cao cấp chúng ta có chiếc Sony Xperia XZ Premium rất là ấn tượng với màn hình 4K HDR. Chưa kể nữa chúng ta có khả năng quay slow motion 960fps, rất ấn tượng. Còn đối với dòng tầm trung hay giá rẻ, chúng ta có Xperia L1 này, hoàn thiện rất tốt, màn hình lớn, viền màn hình mỏng, thiết kế rất đẹp. Hay chúng ta có Sony Xperia XA1 Plus, một thiết bị có mức giá chỉ là 7 triệu mà các bạn có một cái thiết kế rất là cao cấp của những thiết bị như là Sony Xperia XZ hay là XZ1. Vậy thì các bạn còn đòi hỏi gì nữa? Và đương nhiên, Sony đã cực kỳ thành công với chiếc XA1 Plus trong năm qua. Và mình cũng đang phải mượn một cây tại 7S để mình đánh giá nó, để lý giải vì sao mà nó lại thành công được như vậy. Các bạn đợi đi, một vài ngày nữa thì mình sẽ có video về sản phẩm này. Tóm lại thì trong năm vừa qua,
mình không đánh giá quá cao về những sản phẩm của Sony. Thế nhưng mình lại đánh giá cao cái cách mà họ mang sản phẩm đến cho người dùng. Họ mang một cái thứ không phải là thông số, không phải là màn hình chạy theo xu hướng gì, mà họ mang đến cho người dùng một cái chất gọi là chất Sony. Cầm vào điện thoại là biết đấy là Sony, sử dụng giao diện là biết đấy là Sony. Và thậm chí là họ còn mang đến một cái tính năng quay super slow motion mà không một hãng nào trên thế giới có được. Các bạn thì nghĩ sao? Các bạn cảm nhận như thế nào về Sony trong năm vừa qua tại thị trường Việt Nam? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía dưới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin được chào và gặp lại các bạn trong những video sau. Bye. Đừng quên click vào link phía bên dưới để mà tham khảo những chương trình khuyến mãi tại 7-Eleven nhé.